trong hình bồn cầu đồng quốc cơ chư chàng trong hình bồn cầu chạy đất lê bác lại xung hình như bia là vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm và đầu tư như là chi làm cơ duyên như chi trang thông tin điện tử như chi nên bàn dân tộc tỉnh Phú Yên thứ năm ngày 5 tháng 5 2022 xung hình vùng dân tộc đồng bào như bia là thiểu số được quan tâm đầu tư như chi thế này. Xuân Hình có 22 dân tộc cũng sinh sống với 47,7% dân số là người dân tộc thiểu số. Dân tộc thiểu số như Ede, Bana, Tâm, Tày, Nùng, Giao. Trong năm qua như vậy, nhờ vận dụng và phát huy hiệu quả các nguồn vốn, đời sống người dân tộc thiểu số trên địa bàn ngày càng được nâng cao, phát huy hiệu quả các nguồn vốn. Với 11 xã thì gần xung quanh có 5 xã và 5 thôn nguồn khó khăn thuộc diện đầu tư của chương trình 135 năm 2020. Địa phương được phân bổ 8,6 tỷ đồng đầu tư hạ tầng cơ sở lồng kép với các nguồn vốn chương trình khác để đầu tư mới công trình hạ tầng cơ sở ở các xã thôn buôn. Bên cạnh đó từ các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bên vững huyện được phân bổ hơn 2,52 tỷ đồng hỗ trợ cho 157 hộ được cấp bò giống, 16 hộ được cấp heo giống, 2 hộ cấp bê giống và 5 hộ cải tạo ruộng. Thưa các bạn và tất cả quý vị, tôi đã từng sống ở khu vực vùng sâu vùng xa cũng như là ở địa bàn sông Hình mà tôi chưa thấy nhà nước quan tâm đầu tư như báo điện tử ghi trên. Ở đây á, chỉ có báo thôi các bạn, viết thôi nhưng mà hình ảnh minh họa là không có. Cho nên là cái tục ngữ người Việt Nam có câu như thế này: lời nói không mắc tiền mua lựa lời cho nói cho vừa lòng nhau. Nhưng thực tế thì không có như vậy các bạn. Họ chủ yếu là họ đầu tư về người kinh họ thôi, mà họ không có đầu tư xây dựng mà cái vùng sâu vùng xa, cái vùng dân tộc thiểu số của chúng tôi. Cho nên là họ đưa cái hình ảnh và cái báo chí như thế này là không đúng sự thật. Cho nên tôi muốn phản ánh về vấn đề này. Ở đây ngoài ra từ nguồn vốn nhân rộng mô hình giảm nghèo huyện Sông Hình được phân bổ 548 triệu đồng để cấp 45 con bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo ở xã Yatrol, Bún Đức này, tức là Đức Bình Đông này và Yê Bá, hỗ trợ 130 triệu đồng cho 27 hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số đất sản xuất được sinh hoạt và chuyển đổi nghề, các mô hình hỗ trợ sản xuất đã phát huy hiệu quả tích cực giúp các hộ dân từng bước vượt lên thoát đói giảm nghèo, thoát nghèo giảm đói. Ở đây không có đâu các bạn, do họ trồng, thay đổi cuộc sống của họ là họ trồng mì này, họ trồng mía này. Mà ở Việt Nam á, nói chung ở Việt Nam hiện nay ở khu vực sông Hình hay là nói chung mà khu vực vùng Gia Lai, tất cả Việt Nam nói chung, nói tất cả thì ở đây là không có đâu, họ cai cách, họ tự làm thôi. Tôi đã từng ở Việt Nam, tôi chưa thấy ở Việt Nam muốn trước khi đi cho họ dân nuôi bò thì họ gọi là cái gì, họ tập huấn cách chuyển đổi cây trồng vật nuôi, không có các bạn. Cho nên cái này, vấn đề này là họ nói dối thôi, họ đưa ra cái báo chí điện tử thôi, họ ghi
cái danh sách thôi, mà thực tế thì hình ảnh minh họa, mà cái gọi là hiện đại bây giờ 4.0, 4.5 năm mà không có hình ảnh nào, không có một ông nào, không một đại diện nào, không có gia đình nào, mà một gia đình nào mà đứng ra thì quay một chút video để họ nói ô tôi đây, tôi phát triển về kinh tế này, do nhà nước hỗ trợ này, đầu tư này, rồi đất ruộng tôi như bao hồi trước đây là ví dụ một hai sào thôi, sau này thì nhà nước cho thêm, nhà nước cho thêm cái vùng đất ở dân tộc thiểu số trong tôi làm gì có nhà nước cho thêm. Riêng cái thị trấn Sông Hinh từ thành lập từ ngày 25 tháng 2 năm 1985 đó là cái từ thì đến nay thì làm gì nó cắt bỏ cho người dân tộc thiểu số của chúng tôi, làm gì có, không có chuyện đó các bạn, thì có nói miệng miệng không, nói dối, tôi cho là nói dối, không có cơ sở, không có căn cứ. Tôi cho các bạn biết dữ liệu về thị trấn Sông Hình. Đây, Sông Hình có 22 dân tộc này cùng sinh sống này, với 47,7% dân tộc dân số này là người dân tộc thiểu số. Người dân tộc thiểu số như Ede, Bana, Chăm, Tây, Nùng, Dao trong năm qua. Ở đây là rất là nhiều mà họ không đầu tư để phát triển, mà họ chủ yếu họ lợi dụng bà con, đất đai bà con, họ lấy cái thời đó thì thời một ngày 25 tháng 2 năm 1985 á, thì cái vùng đất thì huyện Sông Hinh nhé, là vùng đất cái tại đó, cái chỗ đó là cái vùng đất của người thị trấn Hai Riêng này, tức là buôn Hai Riêng này, rồi buôn Diêm này, rồi buôn Bách này, không, rồi buôn Krông này, không, rồi bên bên kia là buôn Hai Clóc này, và bên kia nữa là buôn Ma Sung này, còn bên tay trái mặt trời mọc từ Ly Đen bên Tây Hòa thì có buôn Thô. Thì vùng đất là vùng đất buôn Thô, hiện nay họ quản lý, họ xây dựng có kế hoạch một thị trấn chiếm bao nhiêu nghìn hecta, mà họ có cho đưa cho người dân tộc thiểu số chúng tôi ở bên đó không, họ di dời hết. Còn gì, hiện nay một số nhà đầu tư, một số bất động sản tại thị trấn Sông Hinh có đất bán này, không, làm gì có một chuyện mà sang nhường đất cho người bà con, mở rộng đất cho người con, làm gì có, nói dối không. Riêng về hình ảnh của ông lúc này thì hình ảnh của một người tham gia cách mạng kháng chiến là Lê Mô Y Đoa, mà viết ra là Mô Y Y Đào. Lê Mô Y Đoa này là người dân tộc Ede, dân tộc gọi là dân tộc Ede, dân tộc thiểu số. Họ lợi dụng dân tộc thiểu số chúng ta nhưng không có sự hiểu biết. Họ đưa ra rất nhiều vấn đề khác nhau. Thậm chí họ nói dối trước mặt chúng ta, không, chúng ta không dám kháng cự và không dám nói, chỉ thẳng họ nói dối. Mà họ đưa ra gọi là thông tin bằng điện tử. Ở đây không có hình ảnh minh họa thực tế, mà có cái mấy cái dòng chữ không, rất là nhiều, mà nói là một cái nhà trường cho dân tộc, không, đầu tư phát triển. Làm gì có. Đấy, thấy không? Sông Hình, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm đầu tư. Đầu tư cái gì? Riêng cái nhà trường dành cho dân tộc thiểu số của chúng tôi tại thượng trường nội trú ở Sông Hình, thì trong đó cũng có chiếm được số ít thôi, lớn số lớn nhất là số để có người người Việt thôi, người Kinh thôi, làm gì có. Phát huy hiệu quả các nguồn vốn đã đi qua quốc tế, đi qua nước ngoài, rồi kêu gọi đầu tư, rồi giúp đỡ người dân tộc thiểu số chúng tôi, nhưng thực tế thì bỏ túi riêng thì nhiều, cán bộ bỏ túi riêng, bọn cộng sản Việt Nam bỏ túi riêng, hối lộ rất là nhiều. Khi nào tôi đưa cái tin mà Việt Nam hối lộ rất là nhiều, đa số Việt Nam là hối lộ.
cái gì không hối lộ hết á. Việt Nam hối lộ, Việt Nam hối lộ rất là nhiều. Ở đây quan hệ Việt Nam chuyên môn hối lộ, đây thông tin của bên BCB, tức là BBC, quan hệ dễ hối lộ kéo dài bên quan chức tử tế ở Việt Nam này. Việt Nam là hối lộ nhất các bạn, cho nên các bạn đừng có nghe, các bạn có nghe gì bọn cộng sản Việt Nam nói dối không à, không đầu tư, nói đầu tư viết tùm lum hết, đưa trang mạng xã hội hình ảnh không có, minh họa không có, rồi đưa ra đi kêu gọi đi quốc tế cho đưa tiền phát cho bà con dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, đưa ra làm gì có, nói dối không à. Việt Nam nó rất là giỏi về nói dối, cho nên tôi muốn đưa ra hình ảnh video này cho các bạn nhìn xem cái vùng đất của sông Hình Phú Yên, nó là trung tâm thị trấn, mà ai mà ta từng sống ở Phú Yên thì xem đi, xem đi ruộng đất mình nhà nước cho bao nhiêu cấp lại bao nhiêu, lấy đất từ đâu mà cấp à, rồi chuyển đổi cây trồng vật nuôi nhà nước có quan tâm hay không, rồi có huấn gọi là tập huấn không, có tập huấn cho bà con không, cho người dân không, thay đổi cuộc sống không, làm gì có.